Rồi, xin chào các bạn. Chiều hôm nay là mình sẽ rap cho một cái cô giáo. Cô giáo này mới ra trường các bạn, còn rất là trẻ, dễ thương. Cô muốn một cái bộ máy văn phòng thôi các bạn. Và chủ yếu là soạn giáo án, rồi làm việc online trên internet chút xíu thôi các bạn. Nói chung là vẫn chủ yếu là Word, Excel và mail này cái nọ rồi cơ bản thôi các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ build cho cô một cái thùng máy tính. Rất là văn phòng luôn các bạn. Sử dụng men MSI H410M Pro các bạn. Rồi tiếp theo đó là CPU Core i3 10001. Con 10001 này thì có GPU onboard các bạn. Rồi con 11 này cũng rất là lợi hại nha các bạn. Gồm có 4 core 8 luồng các bạn. Về điểm benchmark á là nhỉnh hơn con Core i7 7700 chút xíu luôn các bạn. i7 7700 khoảng 8600, còn con này là 8900 điểm các bạn. Và CPU i3 10001 này các bạn có xung Velox là 3.6GHz 60K, 4 core 8 luồng và max turbo là 4.3GHz các bạn. Max turbo còn cao hơn con i7 7700 các bạn. i7 7700 chỉ ở mức 4.2GHz thôi các bạn. Rồi, thì CPU á có hai phiên bản chính, một là CPU hàng bốc các bạn, hai là CPU tray. Thì CPU tray nó sẽ rẻ hơn vài trăm nghìn so với CPU bốc các bạn. Rồi, đây là cái main mà mình đã khui ra rồi và mình gắn CPU luôn rồi nè các bạn. Thì cái main này các bạn nhìn sơ qua các bạn thấy giống như cái main Gigabyte H110 hoặc là main Gigabyte H81 các bạn, rất là đơn giản như vậy. Thì nó sẽ có một cái khe để gắn NVSSD M2NVMe. Rồi, tiếp theo ở đây có thêm một cái khe M2 nhỏ nhỏ nữa các bạn. Thì khe M2 này sẽ support cái card Wi-Fi AC các bạn. Đó, thì mấy cái card Wi-Fi đời mới đó các bạn hay thấy trên một số cái máy bộ Dell HP Gen 8, Gen 9, Gen 10 luôn. Thì main này có hai slot RAM và support maximum là 16GB nhân 2 là 32GB DDR4. Một đầu nguồn 24 pin nè, một cái đầu nguồn cấp cho CPU là 8 pin các bạn. Cái main này rất là nhỏ gọn và mang một cái hơi hám rất là văn phòng luôn các bạn. Thì quá trình build hay là chúng ta ráp một cái máy này lại cũng rất là đơn giản luôn. Ron USB nè, rồi Ron audio nè các bạn, rồi Ron USB 3.0 nè. Rất là đơn giản luôn. Ai cũng có thể làm được luôn các bạn. Rồi đây là mặt sau panel nè, các bạn có thấy có cổng nè, cổng VGA nè các bạn, cổng DVI nè, rồi cổng HDMI luôn, rất là tiện dụng các bạn. Ngoài ra còn có thêm một cái cổng PS2 đời cũ để gắn phím chuột đời cũ nữa các bạn. Hai cổng USB 3.0, 4 cổng USB 2.0 và sắt để kết nối loa nè các bạn. Thì ở trong CPU Core i3 10001 thì có cho mình sẵn một cái fan này các bạn. Đây là cái fan nhôm. Hôm nay mình nói với cô để gắn lên cái fan này luôn, cho nó mát mẻ là một, cái hai nữa là nhìn nó cũng đẹp hơn chút xíu các bạn. Rồi RAM thì hôm nay chỉ gắn có một thanh thôi các bạn. Một thanh GQ 8GB với 2666. Thì cái nhu cầu văn phòng là Core i3 RAM 8GB, SSD 256GB cũng rất là ngon lành rồi các bạn. Cái máy cũ của cô chỉ là cái máy chạy Core 2 Duo luôn các bạn. Cái máy đó cô bỏ luôn rồi. Rồi, không có gắn cặp hình rời luôn các bạn. Đây cái máy đúng chất văn phòng luôn. Rồi cái nguồn là nguồn X-Power 450 nè các bạn. Rồi tiếp theo cái khay. Cái khay này thì có vẻ dễ thương nè các bạn. Các bạn cũng thấy nhiều anh chị build cái khay này rồi. Thì cái khay này là cái khay gì? OMG chấm than các bạn, hay còn gọc là gì, oh my god gì đó. Đó thì cái khay này là cái phiên bản màu hồng các bạn, có ba màu chính, màu hồng, màu xanh với màu đen. Thì màu xanh với màu hồng là cao tiền hơn cái màu đen chút xíu các bạn, cắt nhau khoảng 70-80 ngàn gì đó. Cái khay này mình mua khoảng 680 nghìn nữa các bạn. Đó thì tổng nguyên cái bộ máy này các bạn là ở cái mức giá khoảng từ gần 7,5 triệu các bạn, hơn 7 triệu xíu, dưới 7,5 triệu. Đó, gồm men 410, CPU i3 10001, SSD NVMe 256, RAM 8GB, nguồn Sigmatec 450, fan CR 1000 và cái khay OMG chấm than màu hồng. Ok, bây giờ mình sẽ build lại cho các bạn tham khảo nha. Rồi thì bây giờ SSD NVMe mình gắn lên rồi các bạn, dặn ốc lên rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái fan ring này ra, mình gắn cái fan CR 1000 này vô đây luôn và gắn thanh RAM lên luôn các bạn. Đây, chút xíu mình chỉ cần đặt vô cái thùng máy và bắt ốc lại thôi. Mình thích cái CR 1004 hơn các bạn. CR 1004 đẹp hơn chút xíu nhưng mà hết hàng rồi nên thôi mình lấy cái này luôn.
Mình lúc nào cũng vậy bạn, mình sẽ lột cái này ra trước nè, tránh bị tình trạng quên các bạn. Rồi đây là cái bịch, thì mình sẽ cần cái clip vàng vàng này nè các bạn. À, một cái này. Rồi hai cần này mình không dùng, mình cắt lại. Rồi một gói keo tản nhiệt đi theo, không có tên tuổi nha các bạn. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ bắt hai cái cần này vào hai bên đây trước nè các bạn. À, có mấy con ốc nhỏ kèm theo sẵn nè, 4 con. Rồi để lên bằng ốc xuống. 1 2. Có nhiều bạn đánh giá cái fan CR1000 này là nhỉnh hơn cái fan Cooler Master T400i chút xíu các bạn. À, mình thấy ống đồng nè, rồi cái lá thép thì nó cũng tương đương giống nhau, gần giống nhau các bạn về kích thước. Cái thứ hai nữa là màu mè hơn. LED của cái bé này nó đẹp hơn là LED của cái fan T400i các bạn. Giá cũng tương đương luôn, cũng 250.000 các bạn. Cái fan này có cái hay á là ở trên đây nó có cũng có led ngay chỗ này nè các bạn. T400i thì không có, nhưng T400i thì mình nguyên cái mặt này là bằng nhôm thôi. À đây nó có cái led hình ba cạnh này. Rồi cái fan này cũng có led luôn. Đó. Rồi cái miếng này thì các bạn sẽ đặt ở dưới men, dưới đáy men các bạn. Sau đó mấy bạn ốp cái fan này xuống rồi chúng ta dặn ốc xuống thôi, rất là đơn giản. Cái men này nó có cái thú vị các bạn. À, có thể là diện tích nhỏ quá, với lại thường thường của pin CMOS nằm ở vị trí này nè, nay dành cái vị trí này để gắn cái thẻ M2 Wi-Fi rồi, thì pin CMOS đã chuyển thành cái pin CMOS cái dạng viên thuốc này các bạn, cái này gọi là pin CMOS viên thuốc, à giống như trong một số cái laptop đó các bạn, à, sau đó có hàng dây điện truyền vô kim vô, à, cái này mà hết pin CMOS á, thay cũng hơi bị mệt nha các bạn, tại chúng ta phải kiếm pin viên thuốc vậy chúng ta thay được, chứ chúng ta không thể nào, chúng ta không thể thay bằng pin truyền thống vậy được nữa. Đó, đây là cái mình có thể nói đây là cái nhược điểm nha. Rồi tha thêm miếng keo các bạn và mình đang để cái đế xuống rồi. Đây các bạn sẽ thấy có 4 cái lỗ ốc rồi nè các bạn. Cái này chút xíu chúng ta sẽ không dặn được ốc bên đây. À mình phải tháo cái fan này ra nè các bạn. Rồi kéo ra. Rồi ok các bạn. Bây giờ là mình sẽ bắt cái fan này vô trước. À mình để lên dày. Rồi sau đó mình vặn ốc vô xong hết mình mới up cái fan này lại sau các bạn. Cô giáo này là chỉ xài văn phòng thôi các bạn. À Word, Excel, PowerPoint. Rồi gửi mail, à, báo cáo qua web này kia nọ thôi các bạn. À, nên sử dụng cái stock fan cũng là ok rồi. Cô không có render gì hết trơn các bạn, không có làm đồ họa, cũng không có chơi game luôn. À, nhưng mà gắn này lên thì nhìn nó cũng hầm hố hơn và nó đẹp hơn các bạn. Chi phí cô không bao nhiêu, hơn 200.000. Rồi ok rồi, bây giờ mình sẽ ốp cái fan này lại và mình kết nối dây điện lại, sau đó gắn cái dây power fan CPU cho nó luôn. Rồi đầu tiên là phải kết nối cái cọng dây để cho cái led này sáng lên lại trước nè các bạn. Đó. Rồi sau đó mình ốp này vô. Rồi sau đó mình gài hai cần này lại thôi. Rồi còn cần bên đây nữa. Xong rồi các bạn. Rồi mình cuốn dây cho nó gọn lại, mình sau đó mình ghim vô cái chân CPU fan luôn. Rồi ok nè các bạn. Đây ở bên ngoài cũng có ghi nè các bạn, OMG Win nè các bạn. Rồi thêm màu hồng ha, hồng và trắng đó. Rồi các bạn thấy mạnh mẽ nam tính chưa. Rồi có mấy con cấu trúc hay gì nữa nè các bạn, 1, 2, 3, 4. Đó nhìn rất là hầm hố và nam tính ha. Đây là cái khay này các bạn. Ngay cả cái lưới nhiệt ở trên đây cũng sơn màu hồng luôn nè các bạn. Rồi màu hồng với nút màu đen ha. Phía trước là có một cổng USB 3.0, hai cổng 2.0 và ngõ để chúng ta cắm audio nè các bạn. Rồi nút power. Nhìn khá là dễ thương các bạn. Tuy nhiên cái này nếu mà môi trường mà nhiều bụi các bạn thì mình cũng không biết là có dễ lau cái này hay không ha. Đó. Rồi các bạn thấy dễ thương không, cái này chắc là mấy bạn nữ thích lắm á ha, mấy bạn nữ mấy bạn tuổi teen rồi đó. Đó thì cái mặt bên đây là cái mặt kính cường lực nè các bạn,
Rồi, khá là đơn giản. Cái khay này chỉ là cái khay không thôi các bạn, ngoài ra không có bất kỳ một cái fan nào thêm nữa hết. Chút xíu mình sẽ tặng cho cô một cái fan rear các bạn ha. Sáng một màu thôi. Tức là không có điều khiển led hub các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình dặn cái nguồn vô trước các bạn. Rất là tiếc là cái nguồn này nó đen thui rồi các bạn. Nhưng mà không sao. Ở đây nó có cái cover nó che cái nguồn lại rồi, mình sẽ không thấy màu đen nữa, chỉ có thấy màu đen ở phía sau đuôi thôi. Rồi, thì cái vị trí chân ốc của cái men này các bạn, nó vừa phù hợp với cái này có sẵn luôn rồi, mình khỏi phải dời mấy cái chân ốc này nè các bạn. Nó rất là vừa luôn. Rồi bây giờ chỉ ướp vô rồi phản ốc lại, sau đó mình đi mấy cái dây kết nối lại thôi các bạn. Cái khay OMG này cũng rất là lợi hại nha các bạn. Phía trước mà có thể gắn được 1 fan, 2 fan, 3 fan nè. Ở trên ốc là 4 fan, 5 fan, phía sau 1 fan nữa các bạn. Và ở đây là có hai vị trí để chúng ta gắn, có lỗ ốc sẵn luôn mà, để chúng ta gắn thêm được 2 fan nữa. Như vậy tổng cộng sẽ gắn được tới 6 cái fan luôn các bạn. Nếu mà chúng ta gắn lên full fan á là cũng khá là rực rỡ các bạn. Rồi, ok rồi các bạn. Máy văn phòng mà, đó nó cũng rất là nhanh gọn và lẹ dễ thương nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Xong rồi nè, nhìn nó rất là thú vị các bạn. Ismatest nè ha, Play with me OMG. Cái OMG đây là bạn thấy nè, cái lưới nó có lỗ các bạn ha, gió có thể thông vô được luôn. Rồi ở đây có mấy con gấu nè, ở mặt sau cũng có mấy con gấu nữa các bạn. Đây một, đây các bạn. Nè, một con, hai con nè, Play with me luôn. Đó. Đại khái là nhìn rất là dễ thương các bạn. Đó. Thì cái máy này mang cái tính chất là máy văn phòng thôi. Không có cặp hình rời vậy đó các bạn, đơn giản vậy thôi. Đó, mình trang bị thêm cái fan này để lấy gió ra phía sau luôn cho hệ thống nó mát mẻ các bạn. Đó. Rồi bạn nào mà làm máy game á thì chúng ta có thể gắn thêm cặp màn hình nè. Rồi cái men thì chúng ta nên dùng cái men dòng B đi các bạn. Đó. Rồi trang bị thêm fan LED RGB rồi thêm remote điều khiển thôi cho nó hoành tráng các bạn ha. Đó. Thực sự mà nói luôn các bạn, Core i3 10001 á, nó thực sự nó rất là mạnh các bạn. Và các bạn cũng xem nhiều bài viết rồi, nhiều cái YouTuber cũng so sánh là nó mạnh giống như i7 7007 vậy đó. Tuy nhiên ở trong tâm trí của mọi người các bạn, i7 7007 nó vẫn nhỉnh hơn, tại do nó mang cái thuật toán là cái chữ là i7 đó các bạn. Thì ở trong tiềm thức của mình á, giống như bản thân mình vậy, cũng cảm thấy con i7 rất là mạnh mẽ đó. Rồi i3 10001 các bạn ha, 4 core 8 luồng, rồi xung vlog 3.6, mắc turbo 4.3 các bạn. Rồi RAM 8GB NVMe như vậy thôi. Rồi mình cho CPU Ben lên thử nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Turbo lên rất là cao các bạn, hơn 4GB luôn. Cái này là văn phòng thì quá tuyệt vời rồi các bạn. Rồi. Single core là lên tới 4.2 luôn các bạn, 4.17 đó. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip, cũng lòng sức ủng hộ của mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.